rõ ràng đấy là cái cơ hội, chứ họ đang khó khăn, sức mạnh họ không còn nguyên nữa. Chúng ta đang có những bước tiến nhất định, chúng ta đang có những cái phát triển nhất định của các dân chủ. Họ đang từ từ đi xuống, chúng ta đang từ từ đi lên. Cái vấn đề còn lại là chúng ta làm sao xây dựng cái lực của mình càng nhanh càng tốt, và làm suy yếu chế độ càng nhiều càng tốt trong vòng mấy năm chúng ta. Để đến một lúc nào đó họ yếu đủ và chúng ta mạnh đủ, để chúng ta chấm dứt cái chế độ của ta, làm sao ta dứt khoát một lần sẵn trọng. Cảm ơn đã đặt câu hỏi vừa rồi. Chúng ta còn, tôi được, vừa mới được nhắc, chúng ta chỉ có 15 phút nữa thôi. Thì xin mời ông chủ, tôi nãy có giơ tay vận rồi không? Vâng, kính thưa ông chủ tịch, đảng Việt Tân, Đồ Văn Điện. Thì giờ rất là eo hẹp. Chúng tôi muốn đặt rất nhiều câu hỏi với ông để đào sâu về vấn đề cái hiện tượng đất nước và trong tương lai của dân tộc Việt Nam như thế nào. Những cái trang web đó và viết lên đó, chúng tôi rất đọc rất là nhiều, có rất rẻ tiền và trẻ trò trẻ con. Một người tranh đấu mà không biết nói là ông Hồ Chí Minh là có công với đất nước, cái chuyện đó bao giờ có chuyện đó không. Một người bình thường như tôi đây cũng chưa bao giờ nói câu nói đó, đừng có nói. Thưa ông, bây giờ tôi cũng không làm mất thời giờ, thì chắc có lẽ là tôi sẽ đặt câu hỏi không làm mất thời giờ của ông. Trong cái vấn đề cái giải pháp mà Đảng Cộng sản đã đưa ra cho ở Tòa Thánh Vatican trong ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là không cho ngài Đức cha Ngô Văn Kiệt trở về Việt Nam. Điều kiện thứ hai là yêu cầu Tòa Thánh không bổ nhiệm ngài bất cứ một cái giáo xứ nào. Điều kiện thứ ba là yêu cầu Tòa Thánh gửi một cái thông điệp mà yêu cầu những người dân ở Thái Hà, ở Tam Tòa cũng như ở Đồng Chim đừng bao giờ tụ họp để biểu tình. Trong ba cái điều họp đó hoàn toàn Tòa Thánh Vatican bác bỏ. Và mới đây nhất, trong cái sự ngẫu nhiên mà trong khi Mỹ đem một cái hạm đội lại đặt ngay các cái lưỡi bò của Trung Cộng và tập trận chung với lại tầng Nam Hàn, thì cái nguồn tin của đức cha Ngô Văn Kiệt đã trở về một cách âm thầm, mà tất cả mọi người đã đến đó để mà chúc mừng cho ngài. Như vậy trong cái sự ngẫu nhiên giữa cái tàu hạm, chiếc hạm của thằng Mỹ cắt ngay cái lưỡi bò của thằng Trung Cộng, và trong cái dịp đó thượng đức cha Ngô Văn Kiệt trở về Việt Nam, như vậy trong tương lai như thế nào, thưa ông? Và thật cảm ơn. Dạ, thực sự tôi, nếu tôi không lầm thì có thể là tôi nhớ sai chăng, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm thì như là cái việc mà đức tổng giám mục Ngô Văn Kiệt quay trở về Việt Nam thì xảy ra trước khi mà cái hàng không mẫu hạm USS George Washington đến Việt Nam trước. Vâng, tại vì cái việc mà cái tàu hàng không mẫu hạm George Washington đến Đà Nẵng thì mới xảy ra cái đi lộ trình 2-3 tuần thôi. Hai tuần nữa là khoảng giữa, tức là sau khi họ tập trận ở Nam Hàn xong thì họ ghé về họ tại nhà chơi Đà Nẵng, thì có hai chiếc tàu, trong đó có một chiếc tên là John McCain, là ông bố của ông thượng nghị sĩ John McCain đó, nó đi vào trong cảng Đà Nẵng cặp theo, nhưng mà cái tàu Washington ở bên ngoài. Thì tóm gọn là hai sự kiện đó, nếu tôi không lầm về mặt thời gian đó, thì nó cũng cách nhau khoảng độ 1 tháng. Cái việc mà Hoa Kỳ đem cái chiếc tàu Washington đến đậu ngoài khơi Đà Nẵng đó, thì dĩ nhiên giới bình luận quốc tế cho rằng đó là thái độ rất là khiêu khích đối với Trung Quốc, và chúng ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm nếu quả thực là Hoa Kỳ đang quan tâm về cái sự phát triển của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là hải quân. Và đặc biệt cái thái độ của Hoa Kỳ gần đây muốn chứng tỏ cái muốn gần lúc nào muốn thị uy là tôi sẵn sàng quay trở lại Biển Đông đây đó. Thì tôi nghĩ là cái động thái mà đưa cái tàu Washington đến đó cũng không phải là cái chuyện gì chúng ta ngạc nhiên cho lắm. Cái vấn đề còn lại là vấn đề đích cha Kiệt. Thì quả thật cái việc mà ngài qua Roma chữa bệnh vào tháng 3, ngài nói là ngài sẽ đi 1 tháng, nhưng mà bắt đầu có 2 tuần sau ngài quay trở về Việt Nam, rồi sau đó ngài lại lên đường đi chữa bệnh lần nữa, nên lần này lại không qua Roma mà lại qua Mỹ, và ngài ở Mỹ khoảng độ chừng 1 tháng từ đó, hay là 2 tháng gì đó nhiều đó, chưa đến 2 tháng, còn độ 1 tháng là 6 tuần gì đó, thì ngài lại quay trở về Việt Nam một cách khá là đột ngột. Tôi nghĩ rằng là cái việc đó nó một phần nào cho thấy là nó vẫn có một số những sức ép từ bên ngoài khiến cho cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cái việc ngài quay trở về Việt Nam. Cái việc mà tôi nghĩ là cộng sản Việt Nam họ khó chịu với cái tổng giám mục cũng còn vượt qua những cái nỗ lực hoạt động của ngài và giáo phận Hà Nội giữ quyền, là cái chuyện hiển nhiên ai cũng thấy rồi.
chắc quý vị cũng nhớ là nó đã một thời nó dùng huy động cả một cái rừng báo chí trong nước để nó tấn công, nó bôi mật, nó tiếp tục nó cũng mua bằng tiền. Thì tóm gọn lại cho nên là phút này đấy, hai cái điều mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi và đáng quan tâm là cái việc của ngài quay trở về, nó cho thấy là vẫn có một số những cái thế lực, một số những cái sức ép, một số cái áp lực, thì đúng hơn là thế lực, một số những cái áp lực, một số những cái sức ép mà nó đủ mạnh để cho phép ngài quay trở về Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, như lúc phần đầu tôi có trình bày lúc đấy đó, cái dư âm tôi nghĩ không hỏi. Tại vì tôi tin rằng là tôi được biết rằng là trong cái cuộc mà đấu tranh của đội công giáo tại miền Bắc, ngoài cái tổng giám mục Ngô Văn Kiệt ra, tôi phải ngài là người duy nhất không, cũng có một số những vị tu sĩ khác nhập cuộc đứng chung sự cái bóng cờ đấu tranh của ngài. Và tôi nghĩ là những người tu sĩ đó, những cái vị linh mục đó là vẫn còn nguyên tại chức không? Thành cái dư âm đó vẫn, tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn, và tôi nghĩ rằng là hy vọng, chúng ta hy vọng rằng là với cái sự quay trở về của đức tổng giám mục Ngô Văn Kiệt như vậy, ít ra cái linh hồn của cái cuộc đấu tranh nó vẫn còn, cái biểu tượng nó vẫn còn ngay trên đất nước Việt Nam, thay vì nó bị cứng đập ở đất nước Việt Nam, bị đưa đi một cái nơi nào khác xa xôi. Tôi nghĩ là cái tóm gọn lại, tôi vẫn nghĩ rằng là cái cuộc đấu tranh cộng sản tại miền Bắc và kéo dài vô đến tận Nghệ An, tôi nghĩ là nó vẫn còn cái ảnh hưởng của nó. Mới đây nhất quý vị biết cái điểm nóng mới là Cồn Dầu, cái vụ Cồn Dầu đã bây giờ trở thành một cái điểm nóng, đến độ mà Liên Hợp Quốc phải công nhận cái quy chế tị nạn cho những người mà giáo dân Cồn Dầu ở Trung Quốc. Tôi nghĩ là cái vấn đề công giáo trên biển, cái điều chúng ta mong đợi và hy vọng là khi mà công giáo đang vẫn có những cái nỗ lực như vậy, mà những lực lượng công giáo khác, Phật giáo, Hòa Hảo, chúng ta làm sao có những cái nỗ lực mối kết lại được, thì đó là cái điều chúng ta rất mong. Nhưng mà dĩ nhiên cái khả năng mối kết đó nó đến từ cái tính chứ từ những vị lãnh đạo công giáo, nó đến từ chỉ chính cái xã hội. Còn những lực lượng đấu tranh chính trị như chúng tôi thì cũng chỉ có thể làm cái việc hỗ trợ mà thôi, chứ không thể nào đi xa hơn được cái trách nhiệm hỗ trợ là cái khả năng hỗ trợ của mình. Còn cái việc mà tiến hành cuộc đấu tranh về phía mặt trận tôn giáo là đến từ chính các giáo hội, đến chính các đặc biệt đã làm việc. Có lẽ còn hai ý kiến sau cùng nhận, phần hai ý kiến sau cùng mời có lẽ mời chị đằng sau trích người đến bác tiếp này. Tôi có hỏi thêm một chút, trong khi đó có rất nhiều những tù nhân và chính trị ở Việt Nam đó, mà đã bị bắt nhốt được khỏi 33 năm, 34 năm, và bọn Việt Cộng còn chưa thả ra. Như vậy cái đảng Việt Tân mình có một phương hướng gì để mà giúp đỡ cho những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam, mà kêu gọi Liên Hợp Quốc để mà giúp đỡ mà trả tự do cho những người tù nhân lương tâm Việt Nam? Và có một cái tàn nhẫn nhất là một điểm là, nghĩa là những tù nhân lương tâm đó là phải chung, nghĩa là sống chung với người mà có bệnh hết đó, rồi sau đó họ nghĩa là cạo râu, cạo tóc đó, họ phải dùng chung một người làm. Như vậy là những tù nhân khác bị bệnh chung, bị bệnh hết chung, mà trong cái bệnh đó, trong khi thế giới kêu gọi là làm sao mình ngăn chặn cái bệnh hết đó. Nhưng mà bây giờ hiện tại Việt Nam á, nó cho sử dụng cái người làm chung, xài chung với cái tù nhân để mà giết lần mòn những người tù nhân về chính trị. Thành thử ra là vì cái điều đó mình có thể mình đảng Tân có thể nào giúp đỡ bằng cách là mình nêu cái tội ác nó lên cho Liên Hợp Quốc biết để mà giải thoát cho những người tù nhân chính trị. Thưa xin hết. Cảm ơn bà. Thực sự đó, cái nỗ lực mà tranh đấu cho những người tù nhân chính trị ở Việt Nam đó không có riêng gì một mình đảng Việt Tân đâu, rất nhiều những tổ chức khác. Tôi biết mạng lưới nhân quyền Việt Nam, giáo sư Nguyễn Thanh Trang là cái người đã đứng đầu, bây giờ tôi không rõ là có phải là giáo sư Trang không, là người khác lên thế rồi, là một tổ chức mà tôi biết là đóng góp rất là nhiều cho những nỗ lực đấu tranh đó. Rất nhiều tổ chức khác cũng đã làm cái công việc, tổ chức phụ nữ Việt Nam, đảng Dân chủ Nhân dân, mạng Đỗ Thành Công là cái người phát ngôn nhân tại hải ngoại. Liên minh Dân chủ Việt Nam cũng là một tổ chức mà đã đóng góp rất là nhiều trong nỗ lực vận động áp lực quốc tế, đặc biệt trong trường hợp tranh đấu cho những người tù nhân chính trị ở Việt Nam. Thì nói chung đó là cái việc mà tranh đấu cho tù nhân chính trị ở Việt Nam là một cái việc một cái quan tâm hàng đầu, không riêng gì của đảng Việt Tân, mà nhiều tổ chức khác cùng đang phối hợp với nhau để làm chuyện này. Riêng về phía đảng Việt Tân thì chúng tôi có thể khai triển thêm một việc mình làm thì cũng nó rõ hơn là tổ chức bạn. Thì chúng tôi đã lập một cái hồ sơ và chúng tôi đặt cái tên tiếng Anh là Voices of Nation, những tiếng nói của lương tâm. Cái hồ sơ này là cái tập hồ sơ của chúng tôi cố gắng thu thập dữ kiện tin tức của tất cả những người tù nhân chính trị nào chúng tôi biết được, lập thành hồ sơ, tên là gì, họ bị giam ở đâu, bản án là bao nhiêu năm, vân vân, hay là kể cả những trường hợp bị bắt nguội mà không có bản án gì cả. Chúng tôi cố gắng lập thu thập hồ sơ đó, và chúng tôi cố gắng thường xuyên cập nhật
và cái tập hồ sơ đó đó chúng tôi thường xuyên sử dụng đưa cho Liên Hợp Quốc trong tất cả những công tác vận động áp lực quốc tế, vô Quốc hội Mỹ, Quốc hội Úc, Quốc hội Liên Hợp Âu Châu, qua bên Nhật, là thường xuyên chúng tôi sử dụng cái tập tài liệu đó đưa cho những người dân biểu. Chúng tôi còn vận động cả một số những dân biểu ngoại quốc là bảo trợ, nhận bảo trợ một người. Cả cái danh sách nó dài quá thì tôi nói bây giờ quý vị nhận bảo trợ một người đi và tranh đấu cho người đó. Người thì nhận bảo trợ bà Trần Thị Thanh Thùy, người thì lúc trước bảo trợ cô Lê Thị Công Nhân lúc cô còn ở trong tù, người thì bảo trợ ông bác sĩ Lương Minh Sang của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, vân vân. Tức là mình vận động họ là mỗi giờ quý vị tranh đấu cho cả cái list này lại quá dài rồi. Đặc biệt quý vị quan tâm đến một người và nhận bảo trợ cho một người đó, quý vị thường xuyên đặt vấn đề của người đó với dư luận của cái sứ vụ quý vị, thì đó là những cái việc chúng tôi cố gắng làm. Mới đây thì tôi có dịp nói chuyện trao đổi với lại anh Đỗ Thành Công, thì anh Công cũng có chia sẻ về cái trường hợp quý vị biết là bên Đảng Dân Chủ Nhân Dân thì có hai người cũng được thả ra là anh Nguyễn Bắc Truyền và anh Lê Minh Sang, bác sĩ Lê Minh Sang. Thì anh Truyền với bị bắt trở lại, anh Truyền với bị bắt trở lại, thì vì anh từ lúc anh ra tù là anh tiếp tục hoạt động mạnh. Thì anh Công có chia sẻ cho biết là anh Truyền có cho biết là lúc anh bị giam, trong mấy năm anh bị giam chung trong một cái nhà tù có 50 người, khoảng độ 50 người thì chính trị bị giam chung với nhau, trong đó kể cả những người chúng ta chưa hề bao giờ nghe nói tên, nhưng mà họ bị bắt về tội chính trị. Thì hy vọng rằng là phía bên anh Công cũng sẽ cố gắng làm sao cập nhật cái danh sách 50 người đó. Dĩ nhiên anh Truyền cũng chắc là anh Truyền anh nhớ hết nổi 50 mấy người. Dạ, đã thưa đã cái danh sách của những người mà tù nhân bất thiện và anh Nguyễn được xin Nguyễn Bắc Truyền đó đã đưa lên trang web. Vâng, vì tôi nghĩ rằng là nếu tất cả những cái nỗ lực đó đi tôi vừa trình bày đó thì nhiều tổ chức, nhiều đảng phái đều đang cố gắng chung sức lại làm sao chúng ta làm cái chuyện chung này. Về cái việc mà chị nói về cái việc mình giam chung với những người tù hình sự, đặc biệt là tù mình có bệnh tật đó, thì cái đó tôi có được biết một vài trường hợp như trường hợp của chị Trần Cảnh Thanh Thủy. Lần này thì chị bị bắt 3 năm tù, nhưng mà cách đây độ chừng 2-3 năm trước thì chị cũng bị bắt một lần, bị giam 9 tháng. Và lần đó đó thì chị bị giam với một số người bị bệnh lao. Đó là một cái sự dã man của chế độ nhà tù. Ra tù chính trị chung với tù hình sự chưa đúng, ra đến những người bị bệnh và những bệnh truyền nhiễm lao này, đúng không? AIDS không phải là bệnh này mà nó ra kiểu như vậy thì nó khác gì nó giết người ta, đúng không? Thì đó là những trường hợp mà đúng như chị nói, chúng tôi cũng cố gắng ghi nhận lại để mà trong tất cả những gì chúng tôi trình bày với lại quốc tế chúng tôi đều trình bày hết. Mới đây thôi cũng có một người đảng viên Việt Tân bị giam 9 tháng. Và trong 9 tháng nó cũng bị giam chung với những người bệnh lao. Và lúc được thả ra tù thì người bệnh khi đảng viên Việt Tân cũng bị lao luôn. Đó là những cái case, những cái trường hợp mà mình phải ghi nhận lại, phải báo động là không thể nào để cái tình trạng mà man dợ như vậy nó xảy ra. Thì tôi nghĩ rằng là tóm gọn lại cái điều chị nói là cái điều mà rất nhiều tổ chức không thể gì được đang nỗ lực làm. Có lẽ câu hỏi sẽ chót là mời bạn. Dạ thưa ông, tôi muốn hỏi là Đảng Việt Tân là một trong rất nhiều đảng của Việt Nam hiện nay đang chống cộng. Thì thưa ông, tôi muốn biết rằng thì Đảng Việt Tân ở trong nước có cùng bắt tay với những các đảng khác và có thể là làm được cái thế liên hoàn để chống lại cộng sản hiện nay không? Đã xin câu hỏi của tôi chỉ có vậy. Tôi cảm ơn bác. Cái việc bắt tay là cái việc mà lúc nào mà ai cũng muốn cả. Tại vì tôi nghĩ rằng là đối với một cái đối thủ với 3 triệu đảng viên, với hàng chục tỷ trong ngân quỹ của họ như là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì không có một cái đảng nào, sức một cái đảng nào có thể chống lại được. Đó là thực tế hiển nhiên. Và chúng tôi trong cái môi trường hoạt động của chúng tôi có được cái cơ hội gặp gỡ tiếp xúc đại diện của khá nhiều những tổ chức ngoài này cũng có, mà trong nước cũng có.